Với sự có mặt của dàn diễn viên phái thực lực là Trần Khôn và Bạch Vũ, Phong Khởi Lũng Tây hứa hẹn sẽ trở thành một siêu phẩm trong năm 2022 này. Khi khán giả đã quá chán với dòng phim thần tượng, yêu đương hường phấn và muốn tìm một bộ phim kịch tính hơn, thì Phong Khởi Lũng Tây không phải là lựa chọn tồi. Đây là một dự án cổ trang kiếm hiệp kể về thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, nơi những cuộc chiến nổ ra nhằm tranh giành thiên hạ. Nhìn qua thì chẳng khác gì là một phiên bản nhỏ của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng được tạo mới qua ngòi bút của tác giả Mã Ba Dung, là câu chuyện xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa hai nước Thục Ngụy và cuộc đời thăng trầm của hai gián điệp Trần Cung và Tuân Hủ. Phim bắt đầu từ trận chiến giữa hai nhà Thục Ngụy. Lúc này nước Thục đánh bại quân Ngụy nhờ một loại vũ khí bí mật. Vì muốn đánh cắp loại vũ khí này, quân Ngụy đã cử một số gián điệp lẻn vào nước Thục để điều tra. Không ngờ rằng trong nhóm gián điệp của quân Ngụy đã xuất hiện những kẻ hai mang theo phe Thục. Quân Thục đã đánh bại quân Ngụy bằng một loại nỏ do họ chế tạo. Để có được vũ khí lợi hại này, nhà Ngụy đã cử rất nhiều gián điệp xâm nhập vào vương quốc Thục và đánh cắp nó. Trần Cung và Tuân Hủ là những gián điệp của quân Thục đã xâm nhập vào vương quốc của Ngụy trong nhiều năm. Sau khi biết kế hoạch của quân Ngụy, họ quyết định rằng cần phải ngăn chặn điều đó. Trần Cung thì vẫn tiếp tục ở lại nước Ngụy, trong khi Tuân Hủ trở về nước Thục và ngăn chặn kế hoạch đánh cắp thiết kế, đồng thời tìm ra nội gián trong cuộc tình báo của Ngụy. Trần Cung sau cùng cũng kết thúc nhiệm vụ gián điệp của mình và trở về nước Thục. Trải qua nhiều thử thách, cuối cùng thì sự thật đằng sau kế hoạch thanh bình cũng bị bại lộ. Trước gia đình và đất nước, Tuân Hủ và Trần Cung đã đưa ra lựa chọn đúng đắn và thời điểm thích hợp, hóa giải âm mưu thâm độc của kẻ thù, giữ vững sự ổn định và thống nhất của đất nước. Phim quy tụ dàn sao đình đám của showbiz hoa ngữ như Trần Khôn, Bạch Vũ, Nhiếp Viễn. Trong đó chúng ta thấy còn có sự xuất hiện của hai nàng mỹ nhân hiếm hoi là Angela Baby và Tôn Di. Nhưng nhìn vào phiên bản của Angela Baby cùng Tôn Di thì đất diễn của họ có lẽ không được nhiều cho lắm. Tuy nhiên mỗi nhân vật sẽ là một mắt xích quan trọng tạo nên hấp dẫn cho bộ phim. Angela Baby đảm nhận vai Liễu Ánh, một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp và còn được ví như nàng Tây Thi nữa. Liễu Ánh là một quân cờ trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ, nhưng đáng tiếc cô lại là hồng nhan bạc phận. Nghe đâu nhân vật này có cái kết rất bi thảm. Còn Tôn Di được giao cho vai Địch Nguyệt, cô từ một thiếu nữ ngây thơ sau khi trưởng thành thì mang thân phận một gián điệp chuyên nghiệp. Nghe qua thì đúng là một vai diễn mang tính thử thách với Tôn Di. Nhiều bình luận tiêu cực chỉ vì tiếng xấu của Angela Baby bên mảng phim. Diễn xuất của cô từ trước đến nay không được tốt, chỉ e là một nhân vật không quá phức tạp như Liễu Ánh nhưng cô ấy vẫn không thể nào đảm đương nổi. Còn về phần nhìn thì nhan sắc của Angela Baby không còn là điều gây tranh cãi nữa. Và trong dàn mỹ nhân hiếm hoi của Phong Khởi Lũng Tây thì cô ấy đẹp nhất. Tôn Di tuy không đẹp như Angela Baby, nhưng điểm khiến cô có thể vượt mặt đàn chị chính là diễn xuất ổn. Hoạt động trong làng giải trí đã lâu, Tôn Di có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Mặc dù diễn xuất của cô ấy không quá xuất sắc, nhưng lại thuộc dạng tròn vai và dễ để lại ấn tượng. Với một vai gián điệp như Địch Nguyệt, đây chính là cơ hội để giúp Tôn Di thể hiện bản thân